Đây là một con cá nè. Cái giỏ đâu nè. Rồi, người nào cầm túi đựng cá đứng vào đây. Đây, mình chụp cho ba nè. Cẩn thận nó phóng mực nha anh. Nó phóng mực vào mặt. Báo đăng là gì? Báo đăng là bạn ra biển hỏi thuê một cái đăng cắm sẵn ở ngoài biển. Khi nước lớn, cá sẽ đi theo lưới rồi vào trong đăng. Trong đăng có các ma trận, có 6 cửa ngục. Mà khi những con cá vào đó thì nó không biết đường ra. Bạn là người đi báo đăng là bạn sẽ đi lúc thủy triều nước rút, rồi vào bắt hết những con cá mắc kẹt ở trong đăng mang về. Giá đăng được tính trên một lần thuê từ một chai mấy đến hai chai mấy, không tính trên đầu người nên bạn đi bao nhiêu người cũng được. Cá trong đăng là cá tự nhiên ngoài biển vào, nhiều hay ít cá còn tùy thuộc vào ngày, vào mùa, vào con nước và hướng gió. Ngày nào cũng có thể bao đăng được, nhưng giờ bắt cá thì đi theo giờ của thủy triều. Nước rút lúc nào thì bạn đi bắt cá lúc đó, không có giờ cố định, nhưng thường một tuần ban ngày, một tuần ban đêm. Bạn muốn biết ngày đó bắt cá lúc nào, hãy xem lịch thủy triều, còn khó quá thì cứ nhắn tin hỏi mình. Bao đăng là bắt cá tự nhiên nên sẽ có ngày đăng có nhiều cá và có ngày đăng ít cá, có ngày đăng có cá to và có ngày đăng toàn cá nhỏ. Bên chủ đăng có cam kết nếu khách bao đăng mà gặp đăng không có cá thì chủ đăng sẽ trả lại tiền cọc, còn đăng ít cá thì chủ đăng cũng sẽ xem xét thực tế và hỗ trợ giảm bớt tiền cho khách thuê đăng. Đặc biệt gặp đăng có nhiều cá thì khách được bắt và lấy hết mang về. Bạn muốn đặt bao đăng, hãy nói với mình sẽ tư vấn ngày giờ bắt cá cho bạn. Và nếu chốt được thì bạn chuyển khoản cọc trước 50%, bên mình sẽ giữ chỗ. Rồi, bên mình sẽ gửi định vị, hướng dẫn bạn đường đi ra đăng. Khi ra đăng, bạn sẽ được bên đăng hỗ trợ cho mượn dụng cụ bắt cá. Các bạn chỉ mang theo cái người và bao để đựng cá mang về. Rồi, một cô bắt ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục vào một cái dàn đăng. Đây là dàn đăng vị trí đăng số 3. Khách của mình vô đây trải nghiệm bao cái đăng này. Rồi để mình vào trong đây quay cho các bạn xem cái đăng này hôm nay bắt được nhiều cá hay không. Hiện tại thì mực nước ở ngoài đăng cũng khá là cạn thôi, các bé thì vẫn qua được. Vào trong đăng thì nước đã cạn được một nửa. Thì để mình vào trong đây xem hôm nay có con gì to quay cho các bạn xem. Khách của mình hôm nay đi thì thành phần nhí cũng khá là nhiều. Thì khi đi vào trong đăng thì các bạn sẽ được chủ đăng cho mượn dụng cụ bao gồm vợt và túi đựng cá. Thì khi vào đây các bạn sẽ nhận dụng cụ và mình sẽ tiến vào trong đăng mình bắt. Khi vào đăng thì nó sẽ có hai hướng. Cái hướng bên này là cái chuồng mấy bên này và một cái chuồng mấy bên này. Thì tất cả cá khi vào trong đây là nó sẽ được dẫn vào trong hai cái chuồng đó và nó sẽ đi về hai hướng này, hướng bên này và hướng bên này. Do đó thì để cho nhanh chóng thì mình sẽ vào cái chuồng cuối cùng mình bắt trước. Cái này nó làm gì? Đây, mở cửa chuồng này ra cho. Chưa anh, cá là nơi cuối cùng. Cứ mở cửa chuồng ra, trong cuối cùng kia bên này cũng có một cái và bên kia cũng có một cái, đó là nơi cái này để làm gì chú? Cho nó để đựng cá. Đây thì khi vào trong chuồng thì mình kiểm tra nhanh bằng cách nhấc cái lưới ở dưới đáy lên để xem có con nào hay không đó. Thấy hay không thì nó sẽ xuất hiện mực. Đó. Rồi. Cá đuối còn con sam, con so, con đấy thì cứ bắt đi rồi chốc thả nó đi xong. Mực nó phóng mực nhá. Ê, một con mực. Một con mực. Một con mực đâu? Cho anh em một con. Đây là một con cá nè. Cái giỏ đâu nè. Rồi, người nào cầm túi đựng cá đứng vào đây. Đây mình chụp cho ba nè. Cẩn thận nó phóng mực nha anh, nó phóng mực vào mặt bé đấy. Nó cắn rồi đấy. Rồi, đây là con mực nha. Đây là con mực quá. Đừng kia nó sợ luôn kìa. Đây là con sam nha. Con sam, mọi người thấy con sam chưa? Biết rồi. Con sam thì có trứng không? Để em dồn cá trong này ra ngoài. Cá đuối.
đây đây là con cá rất là to nha. Vẫn có một đàn cá đối, chốc mà khó bắt quá thì sẽ hỗ trợ răng lưới, răng lưới để bắt hết những con cá ở đây. Tất cả các chuồng đây đều có cá hết. Em chẳng biết con nào. Nước đục rồi các bạn không nhìn thấy. Chốc nó răng lưới rồi các bạn sẽ thấy nó chạy loạn xạ hết. Ông chỗ đấy là cá được dẫn vào trong đó là nhiều nhất đấy. Cá nó được dẫn đi theo cái hình chữ V này này, tất cả là nó nuôi đi vào trong đó. Được đó không? Vậy là cái nhỏ vô mang vô bắt hết. Để cái đứa nhỏ vô tịnh hơn vô.